Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay huyện Văn Giang gửi tặng 150 cây quất cảnh cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa và nhà sàn vui xuân đón Tết. Ngay từ sáng sớm, những cây quất cảnh được đoàn viên thanh niên và nhân dân trong huyện tổ chức bọc bầu, bao cây và vận chuyển ra ga Hà Nội, tiếp tục cuộc hành trình đưa quất cảnh đến với đảo xa với mục đích mang mùa xuân và Tết sớm đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa. Đây là năm thứ bảy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang hướng về biên giới hải đảo, gửi gắm tấm lòng yêu thương, sự tin cậy đến những đồng bào đang sinh sống, học tập, cầm súng bảo vệ vùng biển đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Ngoài ra, huyện đoàn Văn Giang cũng gửi trên 1.000 lá thư và bưu thiếp của thiếu niên nhi đồng gửi các chiến sĩ và các bạn học sinh trên đảo Trường Sa, gần 700 lá cờ Tổ quốc và nhiều vật dụng khác. Đây thực sự là những món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa, thể hiện tình cảm giữa đất liền với biên cương hải đảo xa xôi.